Người yêu thiên văn trên khắp thế giới mới đây đã đón hiện tượng siêu trăng thứ hai trong năm nay với một tên gọi vô cùng đáng yêu, siêu trăng dâu tây. Hiện tượng siêu trăng đánh dấu thời điểm mặt trăng ở gần vị trí trái đất nhất trên quỹ đạo của nó. Vì vậy, mặt trăng trông to và sáng hơn cả trăng tròn bình thường. Khi siêu trăng dần nhô lên trên bầu trời các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, rất đông người dân và du khách tập trung tại trung tâm thiên văn Al Turaja, Dubai để cùng chiêm ngưỡng hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này. Siêu trăng cũng rọi sáng ngôi đền cổ Poseidon, nơi thờ vị thần biển cả Poseidon trong thần thoại Hy Lạp. Hiện tượng siêu trăng này được gọi là trăng dâu tây theo cách gọi của người dân bản địa Mỹ vì nó trùng vào mùa thu hoạch dâu tây.